Bản tin 24 giờ chuyển động. Tuyết Vân và Việt Anh mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thú vị hiện nay đội ngũ y tế gần như kiệt sức và nhiều người đã ngã xuống để bảo vệ sức khỏe của người dân. Thế nhưng, vẫn có không ít người vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả cộng đồng khi ngang nhiên phá bỏ những quy định phòng ngừa dịch bệnh mà mọi người khác đang dứt giả tuân thủ. Vâng, không thể cứ vô tri khi mối nguy hiểm từ dịch bệnh đang rình rập từng ngày và cũng không dung thứ bất kỳ ai nhỡn nhơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Một câu chuyện có liên quan làm nóng các mặt báo những ngày vừa qua sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút tới, nhưng trước hết sẽ là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình ngày hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh gần 5kg ma túy giấu trong kiện hàng thực phẩm xuất khẩu. Lào Cai triệt phá đường dây vận chuyển ma túy bằng xe luồng xanh. An Giang thu giữ hơn 7.700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không có nguồn gốc. Nóng trên mặt báo, mạnh tay xử lý người coi thường sức khỏe cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương đưa gói hỗ trợ lần 3 đến người dân. Phú Yên hiệu quả trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tuyến cơ sở. Người phụ nữ liều lĩnh chạy các mặt đoàn tàu như tự sát. Lợi dụng việc mua bán gạo để lừa đảo ở miền Tây. Thành phố Hồ Chí Minh kẻ nghi ngáo đá chém người đàn ông lìa đầu Bình Phước khởi tố nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2 chiếc nhẫn Quản trị bắt dù buôn lậu gỗ và đá quý hiếm quy mô lớn và cuối chương trình là câu chuyện đầy ý nghĩa Đại dịch rồi cũng qua tình người thì còn mãi Thưa quý thính giả, chiều ngày 26 tháng 9, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện một số vụ vận chuyển chất ma túy trái phép trong các lô hàng xuất khẩu tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tổng trọng lượng cơ quan chức năng thu giữ là 4,6 kg ma túy. Trong quá trình làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu theo loại hình quà biếu, quà tặng, chiếc cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện một kiện hàng thực phẩm khai báo là miếng dông, bún khô, sứa biển xuất sang Singapore và điểm đến cuối cùng là Australia có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện trong kiện hàng có một gói sứa biển, bên trong là một gói ma túy đá trọng lượng hơn 1 kg, ngụy trang giữa sứa biển cắt nhỏ. Trước đó, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện và thu giữ hơn 3,6 kg ma túy tổng hợp dạng tinh thể, ngụy trang tinh di trong các gói cá khô do một đối tượng tại Hải Phòng ủy thác công ty dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu sang Singapore và điểm đến cuối cùng cũng là Australia. Chiều tối 26 tháng 9, Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ hai đối tượng thu giữ một lượng lớn ma túy ketamin và ma túy tổng hợp MDMA các đối tượng đã vận chuyển ma túy từ các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương về thành phố Lào Cai bằng cách cất giấu tinh vi trong các chuyến xe luồng xanh chở hàng hóa. Đối tượng bị bắt là Phùng Ổng Lều, sinh năm 1998, ngụ tỉnh Lào Cai, thu giữ 50 viên nén hình viên kim cương màu xanh, ma túy MDMA, được cất giấu ngụy trang tinh vi dưới đáy thùng xốp đựng hoa quả. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt đối tượng Nông Thị Điện, sinh năm 1971, thu giữ 84 viên nén hình viên kim cương màu xanh, 17 túi ma túy ketamin màu trắng và một túi to ma túy ketamin. Trước đó, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Lào Cai phát hiện một số đối tượng hoạt động tàn trữ vận chuyển ma túy rất tinh vi. Ma túy được ngụy trang kín đáo bằng những thùng bìa cắt tông, thùng xốp đựng hoa quả, bánh kẹo. Hiện công an thành phố Lào Cai đã triệu tập 6 đối tượng có liên quan lên làm việc để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an xã An Bình, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mới đây khi đang tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên đường dẫn lên cầu Cao Lãnh thuộc khu vực cầu Đình Trung 2, xã An Bình, huyện Cao Lãnh đã phát hiện có 5 người đi bộ mang ba lô có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra. Qua làm việc, các đối tượng khai quê ở các tỉnh Thái Nguyên, Nghệ An, Sóc Trăng và Bến Tre đi nhờ xe từ dầm Cống, tỉnh An Giang đến địa điểm trên thì xuống xe để đón xe khách về tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre thì bị lực lượng công an phát hiện. Lực lượng công an đã phối hợp với y tế xã An Bình để test nhanh COVID-19 đối với 5 đối tượng trên. Kết quả tất cả đều âm tính. Hiện vụ việc được báo về ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của xã An Bình để xử lý theo quy định. Còn tại tỉnh An Giang, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh vừa đồng loạt kiểm tra, phát hiện thu giữ trên 7.700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ tại hai cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện biên giới An Phú. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật Thành Phê và Thành Phê 2 đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa này. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện An Phú tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo thẩm quyền. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đang chú ý. Thú vị, thành phố Hồ Chí Minh đang cấp tốc lên danh sách để triển khai gói an sinh lần 3, hỗ trợ cho hơn 7,3 triệu người, gồm 5 nhóm đối tượng mở rộng gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Rút kinh nghiệm từ hai đợt trước, thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp triển khai khẩn trương với phương châm đủ, đúng, sớm, không để sót lọt những trường hợp cần hỗ trợ. Hẻm 358 đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, con hẻm của người dân cư ngụ với đa số là lao động tự do. Đã hơn 3 tháng bị mất việc, người dân tại đây lâm vào hoàn cảnh khó khăn cộng thêm việc bị phong tỏa toàn bộ do có đến hơn 90% là F0. Trong hai gói an sinh trước đó, số người trong hẻm được nhận hỗ trợ rất hạn chế. Đợt này, cán bộ phường tìm đến tận nơi tiến hành lập danh sách và triển khai hỗ trợ. Bà Trần Thị Anh Tuyết, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh nói đợt ba này có cán bộ giống như công an khu vực rồi đó cũng xuống rồi đưa giấy cho chị về à, kêu chị ghi danh sách này nọ à, để nộp lên bây à, giờ cũng đang chờ đợi sự hỗ trợ chứ dù khó khăn quá. Dù đã hai lần thực hiện chi trả gói an sinh cho người dân nhưng do dịch bệnh kéo dài, số lượng người khó khăn ngày càng một tăng lên dẫn đến nhiều trường hợp chưa nhận được hỗ trợ. Vì thế trong gói an sinh lần ba này, các địa phương quyết không để sót lọt bất kỳ trường hợp nào bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài, thì cái số lượng người khó khăn do dịch bệnh ngày càng tăng lên, thì dẫn đến là có phát sinh thêm những cái trường hợp mà khó khăn cần được hỗ trợ. thì đối với một số cái trường hợp khó khăn đó, thì quận cũng chỉ đạo là các cái phường lập danh sách và đưa vào cái đợt chi trả sắp tới. khi có danh sách thì các các phường sẽ tiếp tục là họp xét để bình nghị và cố gắng là à, chi hỗ trợ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất có thể. Dự kiến sẽ có hơn 7,3 triệu người dân thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ từ gói an sinh đợt 3 với số tiền 1 triệu đồng mỗi người. Bên cạnh công tác lập danh sách của chính quyền địa phương, người dân cũng cần chủ động ra soát danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở các tổ dân phố, ủy ban dân phường nơi mình đang sinh sống để đảm bảo đúng quyền lợi cho bản thân và gia đình. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị trong bối cảnh khan hiếm máu do dịch Covid-19, Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021 với chủ đề Tuần lễ hồng, một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hàng trăm đoàn viên thanh niên, cán bộ, người lao động, nhân dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và các địa phương lân cận đã đến đăng ký hiến máu. Ban tổ chức đã phân bổ số lượng người hiến máu ở khung thời gian khác nhau, tránh tập trung đông người. Chương trình dự kiến tiếp nhận hơn 300 đơn vị máu. Đây là hoạt động chào mừng 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021. Chị Lương Thị Lan Trinh ở xã Rông Búc, huyện Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắc chia sẻ. Ờ, trong những năm qua thì gia đình em cũng tích cực hiến máu đến năm nay thì em mới đủ tuổi nên là em mới tham gia hiến máu được em muốn đóng góp những giọt máu này tại vì một một, một giọt máu cho đi là một cuộc đời ở lại anh bạch đình mỹ bí thư đoàn xã hòa xuân thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết à, thực ra thì tình hình cần máu thì rất rất là cần máu thiếu rất nhiều thì anh em trong xã phường cũng như bản thân rất mong muốn là có được một cái cơ hội để hiến để giúp đỡ cho những cái người bệnh nhân. Theo báo cáo và dự đoán của Bộ Y tế thời gian tới có nguy cơ thiếu máu trầm trọng trên bệnh viện toàn quốc. Việc hiến máu sẽ giúp cung cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh, giúp lượng máu dự phòng đảm bảo an ninh an toàn trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Tỉnh Đắk Lắk kêu gọi đảng viên, cán bộ, công nhân viên, nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hiến máu giúp nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội khỏi bệnh và khỏe mạnh. Tại tỉnh Phú Yên, mặc dù số bệnh nhân COVID-19 lên đến hàng ngàn người, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện. Số ca tử vong ở mức thấp. Có được thành quả này là nhờ việc vận dụng tốt mô hình tháp 3 tầng và điều trị bệnh nhân COVID-19 sớm ngay từ tuyến y tế cơ sở. Từ ngày 25 tháng 6 đến nay, khu điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng ở Trung tâm Y tế huyện miền núi Sơn Hòa đã tiếp nhận và điều trị 80 bệnh nhân COVID-19. Nhờ sự điều trị khoa học, hợp lý ngay từ đầu nên đã hạn chế được bệnh nhân COVID-19 nặng phải chuyển tuyến và tự vong. Bác sĩ Nguyễn Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết: Điều trị bệnh nhân theo đúng về cái phát đồ của Bộ Y tế và hướng dẫn cho bệnh nhân về cái yên tâm trong quá trình điều trị và tránh lo lắng và sự hợp tác của bệnh nhân và y bác sĩ. Chính vì vậy cho nên là và mình thực hiện tuân thủ theo phước đồ, cho nên nhờ vậy mà đến giờ thì số bệnh nhân uh, chuyển chuyện là hạn chế và bệnh nhân điều trị khói thì uh, cao. Để điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tỉnh Phú Yên đã áp dụng mô hình tháp 3 tầng. với tầng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị bệnh nhân nặng. Tầng 2 được bố trí tại Bệnh viện Giả Chiến ở thị xã Đông Hòa và thành phố Tuy Hòa. Tầng 3 tại Trung tâm Y tế các huyện còn lại. Bên cạnh nhân lực tại chỗ, tỉnh Phú Yên còn nhận được sự tư vấn trực tiếp hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 của các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dù quyết tâm và năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 từng bước được nâng cao, tỉnh Phú Yên có mức độ bệnh nhân tử vong thấp 35 người tử vong trên 2.985 bệnh nhân. Thưa quý vị, một câu chuyện làm nóng các mặt báo những ngày vừa qua lại là về ý thức phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyện là sau gần một tháng xảy ra vụ việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho nhiều người, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bạc Liêu cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại công ty mỹ phẩm Đông Anh, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Vụ việc này đã gây bức xúc dư luận cả thời gian dài. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu tiến hành khám xét nhiều nơi làm việc của bà Nguyễn Huỳnh Như, chủ công ty mỹ phẩm Đông Anh, bị tố làm lây lan dịch bệnh. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người tại công ty mỹ phẩm Đông Anh, khóm 4, phường 7, thành phố Bạc Liêu bà Như đã bị tố giác làm lây lan dịch bệnh do là F2, nhưng trong thời gian cách ly tại nhà, bà đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người ở thành phố Bạc Liêu. Đến ngày 9 tháng 9, bà được xác định mắc COVID-19. Báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, công an tỉnh này cho biết đã xác định 7 F0, 31 F1 và 68 F2 dư luận bức xúc vì trường hợp của bà Như được cho là khá giống với trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 xảy ra tại chi nhánh công ty tài chính F88, cũng có địa chỉ ở cùng phường 7, thành phố Bạc Liêu. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra tại F88 đã bị xử lý nghiêm ngay sau khi phát hiện, đồng thời công an khởi tố người làm lây lan dịch bệnh. Trong khi đó, trường hợp tại công ty Đông Anh thì rơi vào im lặng cho đến khi công an thành phố Bạc Liêu thụ lý đơn tố giác tội phạm của công dân. Cũng theo đơn tố giác tội phạm, bà Như là F2 nhưng đã đi lại và tiếp xúc nhiều người trong thời gian thành phố Bạc Liêu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Sau khi bà Như thành F0, 5 trên 21 F1 của nữ giám đốc này đã dương tính với SARS-CoV-2. Vâng thưa vị, thật không thể chấp nhận thái độ sống kỳ quặc như thế. Bản thân là đối tượng nghi nhiễm đã được khuyến cáo cách ly xã hội, đang giãn cách, nhưng bà vẫn bất chấp, ngang nhiên, rong rủi khắp nơi. Chỉ có thể nói cách hành xử của nữ giám đốc trên chính là thái độ xem thường kỹ cương xã hội, xem thường sức khỏe cộng đồng. Vụ việc gây bức xúc xã hội, cơ quan y tế xác định rõ nguyên nhân là nguồn lây từ nữ giám đốc này. Nhưng vì sao cơ quan công an sở tại không sớm vào cuộc, đợi đến khi người dân bức xúc có đơn tố cáo thì vụ việc mới được điều tra. Dư luận có quyền đặt nghi vấn và yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu phải xử lý sòng phẳng và bình đẳng. Tại các địa phương như An Giang, Bình Định đã khởi tố tuyên phạt nhiều người vi phạm làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Bạc Liêu cũng không thể ngoại lệ. Phải mạnh tay xử lý những người có thường sức khỏe của cả cộng đồng thì mới mong công tác chống dịch tại địa phương mang lại hiệu quả. Điều này còn mang ý nghĩa siết chặt kỹ cương để nỗ lực chống dịch của cả quốc gia không bị cản trở và nhanh đi đến kết quả cuối cùng là người dân được an toàn, xã hội trở lại đà phát triển. tiếp tục 24 giờ chuyển động hôm nay là những thông tin nóng mà chương trình đã cập nhật. Thưa quý vị, công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trên địa bàn khiến cho một người đàn ông bị chém tử vong. Trước đó, chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng ồn tại con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn ở phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh liền chạy tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông bị chém đầu lìa khỏi cổ nên vội báo công an. Hung thủ được cho là thanh niên cao khoảng 1m7, tóc húi cua, cầm hung khí giống kiếm cố thủ trong căn nhà gần hiện trường. Hàng chục cảnh sát có mặt ngay sau đó bao vây khu vực. Khoảng một giờ sau, Nghi can bị khống chế đưa về trụ sở công an phường trong tình trạng không tỉnh táo, kết quả test nhanh cho thấy nghi can âm tính với chất ma túy và COVID-19, không uống rượu bia và có biểu hiện ngáo đá. Theo nguồn tin, nạn nhân là người đàn ông 45 tuổi bán tạp hóa gần hiện trường, ông cũng thuê mảnh đất cách đó vài chục mét để nuôi gà. Nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn trong lúc đá gà nên nạn nhân bị hai người đàn ông khác tấn công dùng hung khí chém. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Thú vị liên quan đến vụ nữ nhân viên tiệm vàng lấy trộm 2.380 chiếc nhẫn ở tỉnh Bình Phước. Ngày 26 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đồng Xoài cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lương Thị Nhung, 28 tuổi, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 8 năm 2020 đến ngày 16 tháng 9 năm 2021, Nhung đã rất nhiều lần trộm vàng tại quầy mình quản lý tại tiệm vàng Kim Hương 1, mỗi lần lấy từ 5 đến 8 chiếc tổng cộng là 2.380 chiếc nhẫn vàng 18K. Sau khi mang vàng ra ngoài, Nhung không trực tiếp đi bán, cầm cố, mà nhờ người khác làm thay tại các tiệm vàng khác. Số tiền có được sau khi bán đều do chồng của Nhung nắm giữ. Tiến hành khám xét căn nhà mà Nhung thuê tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, cơ quan công an đã phát hiện trên 50 nhẫn kim loại màu vàng, hơn 30 nhẫn vàng, hơn 2.000 giấy in tem vàng, cùng hơn 350 giấy biên nhận, hợp đồng cầm đồ tại nhiều cửa hàng cầm đồ tiệm vàng. Ngày 18 tháng 9, người đại diện của tiệm vàng cho biết đã thống kê xác định có 2.386 chiếc nhẫn bị mất. Nhiều nhẫn có trọng lượng lớn, ước tính số vàng bị mất là gần 259 lượng vàng, tổng giá trị hơn 9,6 tỷ đồng. Cũng theo người này, Nhung đã làm tại tiệm vàng được hơn 4 năm qua. Tính tình hiền lành, từ khi làm việc tại tiệm đến lúc vụ việc trộm vàng bị phát hiện, Nhung chưa từng nghỉ làm. Cũng có khả năng Nhung sợ nếu nghỉ làm sẽ phải giao hàng cho người khác vào kiểm hàng bị phát hiện. Mới đây, cục phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với chi cục hải quan tỉnh Quảng Trị và bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ vụ buôn lậu gỗ đá quý hiếm với tổng giá trị lên 29 tỷ đồng. Đáng chú ý các đối tượng đã thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô và kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng đều để trà trộn, cất giấu hàng hóa. Tại cửa khẩu quốc tế La Lây, các lực lượng đã phối hợp kiểm tra 7 xe container của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu An Trần có địa chỉ tại tỉnh Quảng Trị, vận chuyển gần 450 mét khối gỗ các loại và gần 11.000 kg đá phấn quý hiếm, trị giá ước tính ban đầu trên 29 tỷ đồng từ Lào vào Việt Nam, trong đó đã phát hiện khai báo gian lận vượt 84 mét khối gỗ so với tờ khai nhập khẩu hàng hóa và hơn 77 mét khối gỗ quý hiếm, gồm gỗ cẩm lai, gỗ trắc trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, trong các container, lực lượng chức năng đã phát hiện ra gần 11.000 kg đá phấn, không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trị giá ước tính ban đầu gần 6 tỷ đồng. Hiện các lực lượng đang phối hợp mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật. Thú vị hiện nay với việc áp dụng công nghệ thông tin và hoạt động ngân hàng đã có những hình thức giao dịch mới nhanh gọn, tiện lợi được các ngân hàng thực hiện để tối ưu hóa việc thanh toán cho khách hàng. Một trong những hình thức phổ biến nhất là giao dịch ngân hàng điện tử, Internet Banking. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng giao dịch ngân hàng điện tử cũng đã có rất nhiều lỗ hỏng phát sinh, điển hình là trong quản lý giao dịch. Các đối tượng tội phạm ngay lập tức đã lợi dụng những lỗ hỏng này nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang vừa khám phá vụ án bắt hai đối tượng và đang tìm bị hại của hàng loạt vụ mua bán nông sản. Đây là vụ lừa đảo có quy mô liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng sơ hở qua giao dịch Internet Banking. Hãy cùng cảnh giác với hình thức lừa đảo này và phóng sự phản ánh sau đây. Thưa quý thính giả, Công an tỉnh Tiền Giang nhận được đơn trình báo của một thương lái mua bán lúa gạo dùng cái bè, cái lậy. Nạn nhân cho biết vào ngày 27 tháng 5, có một người đàn ông gọi điện thoại và tự giới thiệu tên là Toàn, nói có 150 tấn gạo cần bán. Nạn nhân đồng ý mua và yêu cầu giao gạo tới một kho chứa tại cái bè. Sáng ngày 28 tháng 5, có 3 container chở 150 tấn gạo đến kho chứa như đã hẹn. Sau khi kiểm tra, xác định đúng loại gạo cần mua, nên nạn nhân đã chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do Toàn cung cấp trước khi đem gạo vào kho. Tiền chuyển đi xong, tài xế không đồng ý giao gạo với lý do ông chủ chưa nhận được tiền. Nạn nhân gọi điện thoại cho ông chủ thật sự của số gạo trên thì mới biết mình bị lừa. Theo đó, với thủ đoạn sắm hai dây cùng một lúc, vừa gọi điện thoại mua hàng, vừa chào bán hàng gạo, người tự giới thiệu tên Toàn đã lừa đảo nhiều người khác. Một nạn nhân cho biết. Cái sức ở đây là mình chưa từng quen biết mà mình cứ giao dịch theo cái kiểu bình thường với những người quen biết nên nó tạo cả kẻ họa cái hình thức là cũng như cái đối tượng đó à, biết biết mình đang cần cái lô gạo đó mình nên chào cái gạo đó cho mình là khi nó chào là nó nói nó kẹt tiền nó cần thu hồi vốn gấp nó thu hồi vốn lại nó bán nó thu hồi vốn lại hàng về nhiều quá bác không kịp cái giá nó cũng hợp lý cái giá đó cũng rẻ nó rẻ cũng rẻ mắt cũng không mắt nhưng mà giá đó mình 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 chào bán cho một đối tượng khác để mình có 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 được được tiền tiền qua học được tại vì khi ta mua rẻ hơn 200 thì người ta bán ra ta lại được trăm mấy đó như cái buôn bán này là cũng không cần biết cái người mua lại kiểu kiểu tới đúng gạo thì chuyển tiền thì cho nhập vậy thôi là mình đang làm cái quy trình đó là quy trình cho cái người thiệt còn cái người gian nó cái người gian thì nó nó lợi dụng cái cái cái, cái lòng tin hơi dội nên nó, bỏ qua cái bước là thâu, thâu thâu kiểm tra. Ngày 17 tháng 8, công an tỉnh Tiền Giang lần lượt bắt giữ hai đối tượng lừa đảo là Huỳnh Hòa Khánh, sinh năm 1974, ngụ tỉnh Long An và Đỗ Trần Phương Duy, sinh năm 1993, ngụ Tiền Giang khi đang lẫn trốn tại Tây Ninh. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận với thủ đoạn trên từ tháng 8 năm 2020 đến nay đã thực hiện 14 vụ chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng của các nạn nhân ở các tỉnh Tiền Giang, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Dương Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đối tượng là tập trung vào địa bàn tỉnh Tiền Giang, mà cụ thể là địa bàn huyện Cái Bè, vì nơi đây là có nhiều cái doanh nghiệp mua bán gạo và nhiều cái cơ sở sản xuất gạo. Ngoài ra, đối tượng cũng phạm tội ở một số địa bàn khác như là tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng sử dụng những cái trang mạng xã hội như là Zalo, Facebook để trao đổi giao dịch. Sau khi là trao đổi giao dịch xong thì đối tượng là ngưng tài khoản. Do vậy là về mặt kiểm tra con người trên các phương tiện thông tin mà bị hại cung cấp thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn thứ hai là đối tượng phạm tội này là đã từng có tiền án tiền sự rất là nhiều năm về là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và người phạm tội này là ở địa phương có và ngoài địa phương có nhưng đặc biệt ở đây là trong một thời gian dài rất là nhiều năm đối tượng là đã bỏ nơi cư trú bán nhà đi nơi khác do đó khi mà mình phát hiện được đối tượng rồi thì quá trình xác minh cái địa chỉ nơi cư trú hiện tại của đối tượng rất là khó khăn phải nhờ đến nhiều cái biện pháp và nhiều cái 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 người dân nơi mà đối tượng từng đến họ chia sẻ với mình thì nói chung là từ lúc đầu cho đến lúc mà phát hiện được đối tượng này thì nó rất là dài mình phải thu thập nhiều cái thông tin từ cái người dân mà người dân họ rất là tốt khi mà nghe được những cái thông tin này thì họ vì cái cuộc sống bình yên của họ nên họ rất là hỗ trợ cho lực lượng công an mình trong quá trình điều tra công an xác định Khánh và Duy sử dụng 4 tài khoản giao dịch tại 3 ngân hàng khác nhau lợi dụng sơ hở trong giao dịch thông qua điện thoại di động, tài khoản Zalo và thanh toán qua tài khoản ngân hàng có đăng ký sử dụng internet banking để lừa đảo. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Tiền Giang thông báo ai là nạn nhân liên quan đến vụ việc trên đến liên hệ để tiếp tục điều tra xử lý. tiếp tục chương trình là phần tin thế giới gây chú ý thưa quý vị dù barrier đã hạ xuống nhưng một người phụ nữ vẫn cố tình băng qua đường ray rồi chạy ngược trở lại khi tàu lao tới toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại khiến cho nhiều người xem một phen thót tim sự việc xảy ra tại một điểm giao cắt đường sắt ở thị trấn Emelo, Hà Lan. Hình ảnh ghi lại được cho thấy một người đi bộ đang dừng tại điểm giao cắt đường sắt để chờ tàu đi qua. Lúc này đang tín hiệu liên tục phát cảnh báo và barrier cũng hạ xuống. Ngay sau đó, một người phụ nữ đi bộ bất ngờ xuất hiện, hối hả băng qua đường ray. Tuy nhiên, khi vừa bước sang đường ray được vài giây, người này lại vội chạy ngược trở lại đúng lúc đoàn tàu lao tới. Tưởng chừng tai nạn đã xảy ra, nhưng may mắn người phụ nữ đã thoát chết. Tiếp theo sau đây cũng là một tình huống thoát tim không kém. Một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đang băng ngang qua đường thì bất ngờ gặp một chiếc xe tải đi tới. Dù tài xế đã cố gắng đánh lái sang trái nhưng vẫn xảy ra va chạm với chiếc xe đạp điện. Cú va chạm xảy ra khiến cho người phụ nữ ngã xuống đường, suýt bị bánh xe cán trúng. May mắn là nạn nhân chỉ bị trầy xước nhẹ và không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh tượng khó tin này được ghi lại tại thị trấn Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Quý vị thân mến, hơn 1.300 người dân mặc dù đang gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng đã tự nguyện từ chối nhận suất hỗ trợ đợt 3 của thành phố Hồ Chí Minh để nhường cho những người khó khăn hơn mình câu chuyện đẹp về tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát là nghĩa tình mà người dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang dành cho nhau trong giai đoạn khó khăn chưa từng có này. Đây cũng là câu chuyện ý nghĩa mà phần cuối chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay sẽ gửi đến quý vị. Mời quý vị cùng nghe. Nhiều tháng nay, gia đình bốn người của anh Lương Hậu, 47 tuổi, ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, phần lớn sống nhờ vào sự hỗ trợ của địa phương. Dịch bùng phát, anh Hậu bị mất việc ở công ty May. Vợ anh cũng đã nghỉ việc sau thời gian cách ly điều trị do mắc Covid-19. Gia cảnh khó khăn, ở nhà trọ, anh Hậu thuộc diện được nhận hỗ trợ đợt 3. Thế nhưng anh tự nguyện không nhận suất hỗ trợ. Anh cho biết tuy thất nghiệp nhưng còn nghề tay trái là lái xe chở hàng, có thêm chút thu nhập, trang trải phần nào cuộc sống, vẫn còn đỡ hơn nhiều người khác đang khốn khó anh Lương Hậu, ngủ ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. 1.500 bé nhỏ đó bị mất cha mất mẹ đang một cô rồi mấy người về rồi cũng đang khó khăn hơn em. Em ở đây thì nói chung nhờ chị tổ trưởng tổ khu phố 3 nè, giúp đỡ cho gạo đồ em thấy cũng ổn cũng đỡ hơn. Cũng sống chật vật trong căn nhà thuê, vừa là nơi để ở, vừa là vừa ve chai của gia đình. Anh Lê Thế Quang, quê ở Thanh Hóa, được phường lên danh sách nhận hỗ trợ. Vậy nhưng anh Quang đã xin nhường suất của mình cho người khác. Bởi với anh, dù khó khăn nhiều nhưng vợ chồng anh và ba con vẫn khỏe mạnh, đủ ăn, đủ mặc. Đó là điều may mắn, hạnh phúc hơn nhiều người khác. Anh Lê Thế Quang ngủ ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói. Với hỗ trợ thứ ba này thì gia đình cảm thấy đang còn gồng gánh được và đủ ăn. Xin cũng nhường lại cho những người còn khó khăn hơn mình không chỉ là một vài trường hợp tự nguyện nhường xuất hỗ trợ cho người khó khăn hơn mình, phường Linh Trung có tới 1.376 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ đã nhường xuất hỗ trợ với tổng số tiền 1 tỷ 300 triệu đồng. Phường đã lập danh sách gần 52.000 trường hợp thuộc diện hỗ trợ, nhưng dự kiến chỉ khoảng 45.000 người nhận được tiền trong gói hỗ trợ thứ ba này. Nhờ những suất được nhường lại, sẽ có thêm nhiều người thật sự khó khăn được hỗ trợ chị Hoàng Thị Thủy, ngụ ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nói. Trước đây là tôi làm công nhân, nhưng mà trong thời gian nghỉ dịch thì tôi đi làm tình nguyện viên, thấy mình cũng 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 đỡ hơn người khác ấy, cho nên thì mình nhiều hơn. Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Người ta nhường cái phần này lại cho những người khó khăn hơn trên địa bàn phường. Và đây cũng là một cái tấm lòng hết sức là cao cả, cao quý đối với cái người dân mà chia sẻ, đối với chính quyền chia sẻ, đối với người dân khó khăn hơn để vượt qua cái đại dịch này. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, tấm lòng thơm thảo của những công nhân, lao động, sinh viên, người nhập cư ở phường Linh Trung càng tô đậm thêm truyền thống bao dung, nghĩa tình của vùng đất Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và giúp lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa đại dịch. Vâng, thú vị sống chung với đại dịch cụm từ được nhắc tới nhiều hơn thời gian gần đây, có lẽ đúng. Bởi dịch bệnh COVID-19 có kết thúc rồi, một lúc nào đó sẽ lại có một dịch bệnh khác xuất hiện. Nhưng có một chân lý mà người ta vẫn tin rằng, đại dịch nào rồi cũng sẽ qua, nhưng tình người trong gian khó sẽ là thứ luôn còn mãi. Và câu chuyện để nghĩa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyên đồng ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.